Hello anh em, hôm nay đi test quả diều này nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn quả diều chưa? Cho các bạn chiêm ngưỡng quả sáo này, nhìn này. Trông hay phết nhở? Đã full combo luôn, 80 phân, cả sáo luôn, chỉ 9k, siêu rẻ. Chơi quả hồng gáy sen rất mạnh bà. Có anh em nào đam mê cánh diều nhỏ như mình không? Mình rất thích mấy cái loại diều kiểu như này. Mình không thích mấy cái loại to mấy đâu. Chơi mấy cái loại nhỏ nhỏ này thì nó mới gọi là đúng chất trẻ con chơi ngày xưa. Chứ còn mấy cái loại diều to bây giờ thì chơi thì toàn thanh liên chơi thôi. Chứ còn nó vào như tầm ngày xưa bé bé của mình ấy, mấy cái loại diều này mới chơi được. Chỉ thích diều như này thôi này. To hơn một xíu cũng được, nhưng mà mê nhất mấy cái loại diều mini. Thích. Các bạn nhìn quả sáo chưa? Đẹp cái bãi này hôm nay. Chả thấy có tí gió gì. Nghe như kiểu là tiếng chim, chim cút nó kêu ấy. Căng nè. Ôi trời, từ từ. Cứ từ từ, nó bị vướng vào cái cành ấy rồi. Nó chỉ à? Mẹ vướng ngay vào cái cành dở hơi này. Đây này, phải ra chỗ này. Nó bị vướng vào cái cành đấy, 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 được rồi. Lại nhá anh em nhá. Quả đấy lỗi là không phải là do mình mà là lỗi do ấy. Do cái cây lá chuối. Ok. Lại nhá anh em nhá. Đã không gió đâu nhưng mà cho nó chạy mẹ tét mắt đi. À. Trời. Cũng lên như ai ấy. Chẳng đâu. Cá đâu? Kìa. Cá đấy. Diều 80 đấy. 80cm. Thả bằng chỉ ấy. Ấy cẩn thận đảo em ơi. Đừng rơi nhá. Thả cái diều này xuống nó cũng nhanh các bạn ạ. Thả mấy cái loại diều to xuống nó khó lắm. Đảo đấy, nghe tiếng kêu cũng được phết đấy. Kéo đi em. Cẩn thận đừng để cho nó vào dây điện ăn cứt đấy. Đừng cho nó vào dây điện. Đấy, hạ cánh đấy, đấy đấy. Được chưa? Các bạn thấy hay không? Đã chơi diều này. Này nhìn này. Diều 80 nha các bạn nhá. Giờ quay lưng cả sáo. Ok. Rồi. Thôi giờ anh em mình đi về đây. Xuống đi sửa bộ sáo ở dưới nhà bác Kiên đấy. Thấy con diều của bác hay hay quá đem lôi ra thả đấy chứ. Bác hôm nay không có nhà. Thôi giờ anh em mình đi về đây. Nói không có nhà người ta anh em lại bảo mình nhận này. Nếu chậm diều đi thả chết. Ừ, không có nhà nhưng mà vẫn mượn được. Ừ. Thôi, hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhá. Bye.